những điều quan trọng nên làm khi đi rừng. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Khu vực rừng đang là nơi ảnh hưởng nhiều nhất đến cục diện trận đấu. Tuy nhiên, ở các bậc rank thấp, khả năng điều khiển trận đấu hoặc các quyết định ăn mục tiêu lớn của người đi rừng chưa được thể hiện rõ. Vì vậy mà trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ đưa ra những điều quan trọng mà mọi người nên nhớ ở khu vực rừng này. Còn nếu có thêm thông tin và kiến thức mới thì anh em cứ comment ngay bên dưới để mọi người cùng học hỏi nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu thôi. Chọn sứ giả hay rồng đầu? Đây là điều mà rất nhiều anh em đi rừng đang băn khoăn trong trận đấu cũng như chưa biết đưa ra quyết định thế nào cho hợp lý. Vậy thì mình sẽ gợi ý cho anh em hai điều kiện sau đây để có thể biết rằng mình nên ăn gì. Đầu tiên, nếu như bạn muốn snowball ván đấu từ sớm và mang lại lợi thế trụ đầu cho team ở vị trí đường Baron thì nên ăn sứ giả và bỏ rồng đầu vì sức mạnh hiện tại của rồng 1 và 2 chưa thực sự mạnh cho lắm. Đến rồng 3 thì sức mạnh tăng mới rõ rệt. Lượng tiền mang lại từ trụ đầu sẽ cho phép bạn lăn cầu tuyết từ sớm với người đi đường trên và đi rừng nếu bạn muốn tập trung đánh vào cánh trên của mình. Điều thứ hai để quyết định xem nên ăn rồng hay sứ giả đó chính là tính chất của team mình. Nếu như team bạn pick một đội hình đánh mạnh từ giữa đến cuối game thì không nên tranh chấp mục tiêu với đối phương mà hãy trao đổi team kia ăn gì thì mình ăn ngược lại. Ngoài ra, nếu team kia pick một đội hình giao tranh tổng và team mình thì lại là một đội hình bắt lẻ thì cũng nên né giao tranh giai đoạn đầu và ăn ngược lại với team đối phương. Đó là hai điều mà người đi rừng cần lưu ý để có thể đưa ra quyết định đúng đắn ở giai đoạn đầu trận đấu. Vì vậy, nếu muốn ăn mục tiêu gì thì hãy chịu khó chat lên hoặc ping cho team thấy vì đa phần hiện nay nếu không nói gì thì các team sẽ ra ăn rồng là phần nhiều. Nên đôi lúc, rừng thì ra sứ giả, bot với mid thì ra rồng dẫn đến thiếu người và giao tranh thua từ sớm luôn. Cân bằng giữa việc farm và gank. Với meta hiện tại, người đi rừng là chìa khóa dẫn đến chiến thắng của cả đội. Nếu bạn vừa farm tốt, vừa gank tốt thì trận đấu đó rất dễ out tiền đối phương. Vì với cơ chế tăng vàng từ quái rừng như hiện nay thì rừng là nơi dễ snowball ván đấu nhất nếu như đánh tốt với lượng tiền chênh lệch của mình. Nếu bạn quá tập trung vào việc gank thì sẽ thọt vàng khi điểm stack quái rừng chỉ dừng ở con số 150, trong khi đối phương sẽ liên tục sử dụng tích lũy này và có nhiều vàng hơn bạn. Còn nếu bạn tập trung farm và làm công chúa ngủ trong rừng thì những bãi quái rừng sẽ không hồi lại kịp và sẽ bị thời gian chết, khiến cho người đi rừng bên kia có thể gank lên và có lợi thế từ sớm. Vì vậy, nếu muốn gank lên nào thì hãy clear 3 bãi quái rừng của bên đó rồi hãng ra gank. Nếu gank được thì sẽ vừa có mạng cũng không thoát quái rừng, còn không thì vẫn sẽ trở về lại và farm đốt bên còn lại. Đừng nên đi thẳng ra lên gank rồi mới farm, như vậy sẽ làm bạn tốn thời gian đứng đợi hoặc gank không thành công. Và đó sẽ là trên mặt lý thuyết, nếu trong trận đấu đang farm mà lên bị gank hoặc thấy đồng đội đánh nhau thì vẫn nên bỏ qua quái rừng để hỗ trợ đồng đội, bởi vì team chết thì mất 300 vàng, còn quái rừng thì vẫn còn ở đó không mất đi đâu được, trừ khi bị thằng rừng bên kia quặc cướp thôi. Tác động đến ván đấu. Chúng ta sẽ định nghĩa thành 3 phần. Thứ nhất, ăn được mục tiêu lớn, đó là sứ giả, rồng, baron và rồng ngàn tuổi. Thứ hai, tạo được lợi thế cho một hoặc nhiều lên. Thứ ba, để trụ. Về điều thứ nhất, đó chắc chắn là điều mà những người đi rừng phải làm. Bởi nếu bạn không gank được nhiều thì mục tiêu là thứ cần phải có nếu muốn kéo dài trận đấu về sau. Còn nếu bạn gank được tốt mà lại còn có được mục tiêu lớn nữa thì quá là tốt. Vì vậy mà đây sẽ là ưu tiên được đặt lên hàng đầu của những người đi rừng. Điều thứ hai, tạo được lợi thế cho một hoặc nhiều lên. Nghĩa là bạn gank thành công và giúp người chơi ở đường đó có lượng vàng lợi thế hơn đối phương. Hoặc bạn không gank thành công nhưng vẫn giúp được team mình đẩy lùi team địch vào thế thọt farm hoặc thậm chí là lấy được nhiều lớp giáp trụ trước phút thứ 7 để giãn cách về lượng tiền. Đôi lúc bạn cũng nên cắm trại ở một lên, điều này sẽ khiến cho một đường cực mạnh để gánh team cùng với bạn và phế luôn đối phương ở đường đó. Hành động này nên làm nếu bạn xác định được người chơi đó đánh hay và có khả năng gánh team, còn mà gánh lộn ông nào test tướng hay đánh yếu tay thì toang cái game vì bị rừng bên kia khai thác ngược lại. Và điều cuối cùng là đẩy trụ. Đa phần các tướng hiện nay đều là đấu sĩ hoặc sát thủ có đam tay. Mấy vị tướng trông bỏ đi rừng đang bị A-meta khá nhiều nên chúng ta sẽ không bàn đến ở video này. Các vị tướng này có khả năng push trụ khá là ok, nên việc bạn đi gánh trước phút thứ 7 thì hãy tận dụng tối đa tài nguyên là lớp giáp trụ càng sớm càng tốt để có lượng vàng tăng tiến sức mạnh cho mình. Sứ giả cũng là một yếu tố quan trọng giúp bạn đẩy trụ đối phương từ sớm. Trụ team địch mất càng sớm thì sẽ dễ dàng đẩy cho những đợt lính cao hơn và ảnh hưởng nhiều đến cục diện của trận đấu. Cho nên, khi bạn đi gank thì hãy chủ động đẩy lính vào cùng với đồng đội và tấn công trụ đối phương càng nhiều càng tốt. Nếu như các bạn không biết, thì theo thống kê chỉ số gây sát thương lên trụ, thì người đi rừng có chỉ số này cao nhất trong 5 vai trò và đứng sau là khu vực top. Vì vậy mà nếu bạn là một người đi rừng tốt, thì ngoài chỉ số tham gia giao tranh cao ra, thì chỉ số gây sát thương lên trụ cũng khá là quan trọng đấy.
Phía trên là 3 điều quan trọng anh em cần nhớ khi đi rừng, một vị trí có tác động cực kỳ quan trọng đến ván đấu cũng như mang đến chiến thắng cho team dễ dàng. Vậy còn kiến thức hay thông tin gì còn thiếu thì anh em hãy bổ sung thêm ngay bên dưới. Nếu thấy video hay và hữu ích thì nhớ bấm like và subscribe cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.